Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế giới cây giống chi nhánh cây lại. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một loại bưởi nữa có mặt tại cửa hàng cây giống bên mình. Và trước mặt các bạn đó là loại bưởi mình cần giới thiệu nè. Các bạn đã đoán được bưởi gì chưa ạ? Và đó chính là cây bưởi Ruby, một giống bưởi mới có nguồn gốc ở Thái Lan. Điểm nổi trội của giống bưởi này là ruột đỏ như Ruby vậy đó các bạn. Và nó không có hạt nha. Một loại bưởi mà được cộng đồng mạng săn lùng rất nhiều trong giai đoạn hiện nay. Và vì đâu như vậy thì mời các bạn xem đoạn video clip của mình ha. Này, trước hết mình giới thiệu về cái cây bưởi ha. Cây bưởi Ruby bên mình cung cấp được nhân giống bằng phương pháp ghép ha, đảm bảo đúng giống 100% ha. Đây các bạn thấy mỗi cây đều có tem như thế này ha. Nếu như sau này các bạn mua cây giống bên mình mà không đúng giống thì một cây mình sẽ đền 10 cây nha các bạn. Còn đây là cây rễ của nó nè. Cái cây khỏe mạnh đó, đắp vuông rễ ra ngoài. Chúng ta phải chọn những cây như thế này ha. Và chiều cao từ mắt ghép lên là dao động khoảng 10 đến 15 xăng ha, là cây này thì hợp lý để trồng các bạn. Lá thì không bị sâu bệnh nha. Và điểm phân biệt của giống bưởi Ruby này so với các giống bưởi khác á là chúng ta phải dựa vào cái thân non của nó ha. Này. Thân non của nó thì nó có một lớp lông mịn. À, điều điểm mà đặc trưng của giống bưởi này so với các giống bưởi khác, tại vì bưởi này rất dễ nhầm với bưởi lông nha các bạn. Chúng ta phải cẩn thận để tránh mua nhầm. Thì bưởi giá thành cái bưởi Ruby rất là đắt ha. Đây, các bạn nếu có thấy rõ mà cái đọt non như thế này nó sẽ có một lớp lông mịn ha. Từ khi trồng đến khi thu hoạch đối với bưởi Ruby này nó dao động từ 4 đến 5 năm ha. Đối với cây ghép như thế này, để cây nó lớn chúng ta mới để trái được nha các bạn. Ruột thì màu đỏ hồng như viên ruby cho nên rất được người ta ưa dụng. Rồi nếu các bạn muốn sở hữu thì nhanh tay gọi ngay số điện thoại trên màn hình ha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những đoạn video lần sau.